Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2022, Hội nghị tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 3 giai đoạn 2016-2021 và công bố quyết định chuẩn y nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 4 2021-2026 đã trang nghiêm diễn ra tại chùa Long Hoa, xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam. Quang lâm chứng minh và tham dự có Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Thượng tọa Thích Viên Trừng, Ủy viên dự khuyết Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban kim chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo tỉnh, Phó ban chỉ đạo đại hội cấp huyện; Đại đức Thích Viên Quán, Phó thư ký kim chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh, thư ký ban chỉ đạo đại hội cấp huyện; Đại đức Thích Thắng Thiện, Phó thư ký kim phó văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức văn phòng Giáo hội tỉnh, chư tăng ni Phật tử huyện Hiệp Đức. Về phía chính quyền có ông Mai Quang Vĩnh, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam, ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức, ông Nguyễn Thế Mẫn, Phó Ban Dân vận huyện ủy và bà Hà Thị Hồng Diêu, Phó Phòng Nội vụ huyện, ông Nguyễn Văn Vinh, Phó trưởng Công an huyện cùng đại diện các ban ngành sở tại đã đến dự và tặng hoa, quà, chúc mừng. Sau nghi thức niệm Phật cầu gia hộ, chào quốc kỳ, đạo kỳ, sư cô Thích Nữ Huệ Nghiêm, Ủy viên Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Hiệp Đức, Trưởng ban tổ chức phát biểu khai mạc hội nghị đã điểm qua một số thành tựu của Ban trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ qua và cũng nêu ra một số việc còn tồn động. Báo cáo tổng kết trước hội nghị, đạo hữu Huỳnh Quang Đề, thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện cho biết, toàn huyện Hiệp Đức có 11 tăng ni và điều chúng đang sinh hoạt, tu học tại hai cơ sở chùa và một điểm nhóm sinh hoạt tập trung tại xã Bình Sơn. Số lượng tín đồ Phật giáo trên địa bàn huyện có khoảng 2.000 người. Các khóa tu một ngày an lạc, khóa lễ vào những ngày sóc vọng được Ban trị sự Phật giáo huyện tổ chức thường xuyên. Về sinh hoạt Phật tử trẻ, nổi bật có câu lạc bộ Hoa Sen, chùa Long Hoa với hơn 300 thanh thiếu niên Phật tử tại địa phương và các huyện lân cận tham gia sinh hoạt. Trong nhiệm kỳ qua, các công tác hoằng pháp, văn hóa, nghi lễ, thông tin truyền thông được Ban trị sự Phật giáo huyện quan tâm, tổ chức các buổi thuyết giảng, sinh hoạt tập trung, viếng nghĩa trang liệt sĩ, ẩm thực chay vào các ngày lễ lớn như Phật đản, Vu Lan. Về công tác từ thiện xã hội, thể hiện tinh thần từ bi của người con Phật, hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban từ thiện xã hội Phật giáo huyện đã vận động tăng ni, Phật tử thực hiện được nhiều chương trình như ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, xây nhà tình thương, đóng giếng nước, tặng cơm cháo từ thiện tại các bệnh viện, trại dưỡng lão, tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tặng quà khuyến học Tết Trung thu, tổng kinh phí thực hiện gần 3 tỷ đồng. Công tác trùng tu tôn tạo trang nghiêm cơ sở thờ tự với kinh phí gần 6 tỷ đồng. Hội nghị đã lắng nghe những nguyện vọng của đạo hữu Phật tử tại xã Bình Sơn do đạo hữu Huỳnh Bình, pháp danh Đồng An, chia sẻ và những ưu tư trăn trở về sinh hoạt của giới trẻ Phật giáo qua tham luận Tuổi trẻ hướng Phật do Phật tử Bùi Văn Hiền, pháp danh Quảng Hòa trình bày. Phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2021-2026, Ban trị sự Phật giáo huyện Hiệp Đức đã đề ra nhiều chương trình chú trọng như kiện toàn nhân sự các ban ngành trực thuộc Ban trị sự Phật giáo huyện, thành lập cơ sở tại xã Bình Sơn và các xã khác trên địa bàn huyện, duy trì và phát triển công tác hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội, thông tin truyền thông. Ghi nhận những đóng góp của Ban trị sự Phật giáo huyện nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam đã tặng bằng tuyên dương công đức, Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân. Sau khi Ban trị sự Phật giáo huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Viên Quán, Phó thư ký kim chánh văn phòng Ban trị sự Phật giáo tỉnh đã công bố quyết định số 8 ký ngày 9 tháng 4 năm 2022 chuẩn y thành phần nhân sự Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11 thành viên do Đại đức Thích Bảo Nghiêm, trụ trì chùa Bình An làm trưởng ban kim trưởng ban hướng dẫn Phật tử, sư cô Thích Nữ Thuần Tịnh, Phó trưởng ban kim chánh thư ký, cư sĩ Bùi Tấn Sinh, pháp danh Quảng Thái, Phó trưởng ban kiểm soát. Tân ban trị sự đã ra mắt, đón nhận quyết định và phát nguyện nhận nhiệm vụ trước toàn thể hội nghị. Thay mặt chính quyền, ông Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức, phát biểu đánh giá cao các đóng góp của Phật giáo huyện nhà đối với công tác an sinh xã hội, phát triển văn hóa, góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương giàu đẹp. Ban đạo từ tại hội nghị, Hòa thượng Thích Thiện Thành, Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh đã ghi nhận và tán dương những thành tựu của Phật giáo huyện Hiệp Đức thực hiện được trong các nhiệm kỳ qua. Hòa thượng mong muốn trong nhiệm kỳ đến, Ban trị sự mới sẽ phát huy hơn nữa trong các công tác Phật sự về mọi mặt, trong đó có sự phát triển của giới trẻ Phật giáo. Hòa thượng chia sẻ. Và đồng thời cũng ghi nhận
Các vị trang ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam, huyện Hiệp Đức, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tích cực hỗ trợ và làm việc dưới sự chỉ đạo của sư cô Thích Nữ Huệ Nhi và làm được một số công tác như đã báo cáo. Thì một lần nữa thì chúc cho các vị sức khỏe và chúc cho cái tăng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quyền hiệu đức nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp. Hội nghị kết thúc trong tinh thần đoàn kết hòa hợp, khởi đầu cho một nhiệm kỳ thành công cho Phật giáo nơi đây.